sâu nặng nghĩa tình. Tiếng chuông vang vọng nhật trình sớm hôm. Vang tiếng y chuông y chùa quê ta đó nghe nơi đây đất mẹ quê cha nghe quê hương sâu nặng biết bao nghĩa tình. Nay về thăm quê lòng quý khách nghĩ thần thì nghĩ tâm ván cảnh chùa thắp hương nguyện cầu A Di Đà Phật ni chắc ni thay khấn cầu cầu đừng an chùa quê ta có ý từ bao đời vật để sao rời biết bao thế kỷ đã qua gánh nắng đời mưa chùa không còn nguyên vẹn ước lòng của quê hương nhất tâm ở thành nguyện xây dựng ngôi chùa sen vật uyên linh hóa đôi niềm của nhân dân ngôi chùa hình bóng quê nhớ lời đức Phật muốn vui chùa về làm chùa tô tượng lúc chuông trong ba việc ấy thập phương nên làm sống chai.